Và trước khi test micro C25, Khương chân thành cảm ơn anh Viết Văn ở Đông Triệu, Quảng Ninh đã ủng hộ Khương micro C25. Và đặc biệt micro C25 của bên Khương giá thị trường Khương bán 550.000, nhưng mà thực chất là Khương đã có tặng thêm một dây chuyên nghiệp clip 3 màu và một dây gắt như tai nghe đây để các anh chị em xem lại, và nó chỉ còn có 2 lỗ cắm thôi ạ. Dây gắt chia tay tai nghe 3 màu, Khương găm đầu đỏ vào gắt chia tai nghe, và đầu đèn Khương Duyên găm vào điện thoại phát Facebook là chim thu âm, và clip Khương đã hướng dẫn rất là nhiều. Và sau đây Khương sẽ test một đoạn cho các anh chị cùng khách hàng của Khương ở Đông Triều, Quảng Ninh nha. Khúc lại nhớ, thà giết người yêu, thà giết người yêu. Em hát Bigo C25 nhớ cái môi của mình cách khoảng 10 cm nha các anh chị, để các bạn hút. Cảm ơn anh Viết Văn ở Quảng Ninh, cảm ơn rất là nhiều, cảm ơn các anh chị em rất là nhiều ạ.